Chào các em, hôm nay chúng ta bước qua bài số 4, phần 1 của lớp A1, tức là các em đã được 3 bài rồi. Hôm nay đó là chúng ta sẽ học cách đi tàu hỏa Reisen mit dem Zug với tất cả những từ vựng mà dính dáng đến vấn đề đi tàu hỏa. Thì tất cả những từ ngữ đó gọi là Vorsatz đó thì gồm có những chữ các em sẽ thường xuyên gặp nó. Ví dụ như ankommen, unbedingt, có nghĩa là xe tàu hỏa đang tiến đến nhà ga nào đó, sắp sửa dừng lại. Ankommen tức là lúc mấy giờ, unbedingt ở đâu, tàu hỏa sẽ từ từ dừng lại lúc mấy giờ ở đâu. Và tức là ankommen tức là đến từ từ tiến dần đến, lúc mấy giờ, in ở đâu, và ngược lại abfahren tức là khởi hành, lúc mấy giờ, từ đâu, tức là ankommen nó đi với in tức là đến đâu, và abfahren nó là von đi từ đâu. Nếu mình bỏ chữ ab đi thì mình chỉ có chữ fahren không á, thì tức là abfahren là khởi hành, nhưng fahren là nó đã đi rồi. Tức là sau cái khởi hành thì là up, là fahren. Fahren, tức là nó đã khởi hành, cái này là khởi hành từ nó đã đi, tức là nó đã đi lúc mấy giờ, từ đâu và sẽ đến đâu. Von nach. Anhalten tức là nó sẽ dừng lại, in ở đâu. Tức là tàu hỏa nó không đi suốt mà sẽ dừng lại một chỗ nào đó. Tức là nó sẽ anhalten, in ở đâu. Và cái thời gian dừng lại là bao nhiêu? Dauern circa 15 Minuten, tức là circa tức là khoảng chừng, không chính xác. Dauern tức là cái thời gian đó. Cái thời gian này nó có thể gọi là kéo dài từ thời gian này, có nghĩa là kéo dài trong thời gian chờ đợi, kéo dài bao nhiêu phút, hoặc là trong thời gian chuyển động từ thành phố này đến thành phố kia thì hết bao nhiêu thời gian. Tức là chữ Dauern này có nghĩa là hết bao nhiêu thời gian, hay là thời gian kéo dài bao nhiêu, tức là dauern. Einsteigen in tức là hãy bước bước vào xe ở đâu, và aussteigen out in tức là mình sẽ bước ra xe ở đâu, có nghĩa là mình sẽ lên tàu hỏa chỗ nào và mình rời tàu hỏa chỗ nào. Nó còn thêm một chữ là umsteigen nữa, tức là chuyển tàu hỏa. Umsteigen, einsteigen là lên tàu hỏa, aussteigen là xuống tàu hỏa, umsteigen là chuyển tàu. Đó là những từ ngữ mà các em sẽ gặp thường xuyên. Đây thầy không ghi chữ umsteigen ra đấy, quên mất, thì các em cứ nhớ có thêm chữ đó nữa. Thì bây giờ cái bài text để cho các em nhớ. Udo wohnt in Berlin, tức là Udo wohnt in Berlin. Udo wohnt in Berlin. Các em đã biết rồi, chữ wohnt là phải có in. Đi theo wohnt là phải in. Heute fährt er nach Stuttgart, tức là heute sống ở Berlin, heute fährt er nach Stuttgart. Như vậy thì các em phải hiểu là heute fährt er nach Stuttgart, nó đi Stuttgart nhưng mà nó ở đâu? Nó Berlin. Như vậy thì các em có thể viết thêm nữa là heute fährt er von Berlin nach Stuttgart. Tại câu đầu wohnt in Berlin nó đủ rồi, thành ra mình bỏ quên, bỏ qua đi. Chứ nếu mà mình làm thêm cái chữ khác không có giọng này thì mình phải để là heute fährt er von Berlin nach Stuttgart. Er geht zum Bahnhof. Đây là một địa điểm. Er geht zum Bahnhof, các em phải nhớ chữ zum này nha. Chữ zum này là một cái preposition, nó diễn tả tới cái địa điểm, cho nên er geht zum Bahnhof. Er ở đây tức là Udo, Udo geht zum Bahnhof, chứ không phải là, chứ các em mà bỏ chữ này ra em nói er geht Bahnhof là người ta cười ngay, tại vì thiếu cái chữ diễn tỏ cái hành động, cái preposition. Thành ra er geht zum Bahnhof. Bahnhof là một cái position, tức là một cái địa điểm, thì phải đứng trước cái địa điểm đó, thành ra mới gọi là preposition, tức là đứng trước một cái địa điểm. Zum Bahnhof. Und liest den Fahrplan. List là đọc, cho động từ lesen. List den Fahrplan. Fahrplan là cái bảng xe chạy. Tức là er geht zum Bahnhof und liest den Fahrplan, thấy chưa? Auf der linken Spalte, Spalte là trong cái Fahrplan nó có nhiều cái hàng dọc, thì cái linken Spalte, cái hàng dọc phía bên trái đó, findet er einen ICE Zug,
tức là trên cái hàng dọc bên cái cột đó, cái cột bên tay trái, nó tìm thấy một cái xe tàu hỏa ICE và một cái IER, xúc xúc là tàu hỏa, có ký hiệu là ICE tức là tàu nhanh, IER là tàu tàu địa phương, RB cũng là một tàu địa phương luôn, và một IC tức là tàu nhanh, chậm hơn IC tí xíu. Thì người ta cũng hay nói cái từ tàu chở, RB, IER tàu chở. RB nó chỉ là một khu vực, IER là kết nối nhiều khu vực với nhau, nó do interregio, có nghĩa là kết nối nhiều khu vực nhau, tức là nhiều địa phận nhau. Và RB tức là Regional Bahn có nghĩa là chỉ một khu vực đó thôi. Mình lấy thí dụ như là nó chỉ chạy trong phạm vi hội thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng nó muốn đi xuống Vũng Tàu thì mới dùng IER thì nó mới đi tới Vũng Tàu được, tại vì nó là qua địa phận khác rồi, tức là đây chỉ trong một địa phận ra các địa phận khác. Còn IC là liên bang, tức là đi khắp mọi nơi và tốc độ nhanh. Còn IC không á, là tốc độ cũng là nhanh nhưng mà không có chữ E, là do chữ Express, nó còn nhanh hơn nữa. Thì các em qua đây xem sẽ gặp các loại tàu hỏa ICE, IER, RB, IC. Bahnhof là nhà ga, Fahrplan là cái bảng giờ xe. Thì khi các em tới Bahnhof thì em sẽ thấy trên tường nó treo một cái bảng màu vàng. Ở trên bảng màu vàng nó có nhiều cột. Thì các em sẽ thấy ở bên bên cái cột bên trái là cái tàu hỏa nào sẽ đi giờ nào và sẽ qua, ghé qua những thành phố nào và sẽ dừng ở đâu. Đó. Cho nên các em đọc lại một lần nữa. Udo wohnt in Berlin. Udo wohnt in Berlin. Er heute fährt er nach Stuttgart. Er geht zum Bahnhof und liest den Fahrplan. Auf der linken Spalte findet er einen IC-Zug, einen IR-Zug, einen RB-Zug und einen IC-Zug. Các em hiểu hết chưa? Thì thầy đọc lại một lần nữa. Udo wohnt in Berlin. Heute fährt er nach Stuttgart. Er geht zum Bahnhof und liest den Fahrplan. Auf der linken Spalte findet er einen ICE-Zug, einen IR-Zug und einen RB-Zug und einen IC-Zug. Và đó là nói về các loại xe. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái thời gian nó đi. Der IC-Zug fährt 7:30 Uhr. Cái xe tàu express, tàu nhanh, express nó phải tức là nó bắt đầu chạy 7:30, này nó nói về thời gian, tức là vào lúc 7 giờ. Von từ Berlin Hauptbahnhof, cái này viết tắt chỗ Hauptbahnhof có nghĩa là nhà ba nhà ga chính, tức là nó chạy 7:30, nó chạy từ Berlin Hauptbahnhof tức là nhà ga chính, up tức là upfahren, nó do chữ động từ upfahren nó tách đôi được, đây là một động từ tách đôi upfahren, cho nên là der Zug fährt 7 Uhr von Berlin Hauptbahnhof ab und kommt 12:45 in Stuttgart an. Thì nãy thầy có nói rồi, upfahren là come an, kommen là in là địa điểm, cho nên khi mà các em nói thì các em phải nói rõ ràng der Zug fährt 7:30 von Berlin ab und kommen 12:45 in Stuttgart an. Đó. Khi mà các em hiểu được, các em thuộc luôn bài. Thậm chí em có thể nhắm mắt các em biết được là tại vì các em biết cái tàu hỏa nó chạy lúc 7:30 ở Berlin và nó tới Stuttgart lúc 12:45. Đó. Chỉ khác cái chỗ là em phải nhớ cái chữ Abfahren và Ankommen thôi. Thì lặp lại. Der IC-Zug fährt 7:30 Uhr von Berlin ab und kommt 12:45 Uhr in Stuttgart an. Đó. Như vậy là biết địa địa thời gian đi và thời gian đến. Er fährt 5 Stunden, tức là nó chạy 5 Stunden là 5 giờ đồng hồ và 15 minutes. Nếu mà đến này trừ đi thì đúng là 5:12:45 trừ đi 7:30 thì đúng là 5 Stunden và 15 minutes. Also er fährt 5 Stunden und 15 minutes. Mình có thể dùng cái chữ là insgesamt có nghĩa là tổng cộng. Er fährt insgesamt 5 Stunden und 15 minutes. Die Fahrt dauert 5 Stunden und 15 Minuten. Tức là cái thời gian chạy xe là hồi nãy ở trên này nó er fährt, nó chạy 5 giờ đồng hồ và 15 phút. Có nghĩa là cái thời gian, tức là thay vì mình nói là er fährt thì mình nói là
quá trình đi phà, tức là quá trình chạy xe, quá trình cái down down là tức là kéo dài, 5 stunden và 15 minuten, hai câu này giống nhau, chỉ có một cái là khi các em dùng động từ fahren thì là er fährt, er đây tức là cái der ICE zug, er fährt 15 stunden, nhưng mình bỏ cái der zug, mình nói là cái khoảng thời gian đi phạt, tức là cái khoảng xe chạy, cái thời gian, cái cuộc chuyến đi đó kéo dài 5 giờ và 15 phút. In Leipzig, tức là ở Leipzig, hat er 15 Minuten Aufenthalt. Aufenthalt ta bị dừng lại, có nghĩa là ở Leipzig á, nó có 15 phút dừng xe lại. Tại vì xe đến đó đón thêm khách, lên khách xuống, cho nên ở Leipzig xe sẽ dừng ở đó 15 phút. Thì tức là các em sẽ nghe được chữ Aufenthalt, tức là dừng lại. Đó. Nói tóm lại, hôm trong bài này các em học được cái chữ abfahren, tức là khởi hành, ankommen, tức là xe tiến đến, và đi đó là chữ và er fährt, nó đi, nó chạy hết từng đó, hoặc là em dùng chữ đi phạt để diễn tả cái khoảng thời gian chạy, dauert 5 Stunden, kéo dài đó. Và ngoài ra học thêm cái chữ Aufenthalt, tức là bị dừng lại để cho hành khách lên xuống ở Leipzig, in Leipzig, hát để Aufenthalt. Đó. Và bây giờ chúng ta cũng biết der Zug fährt abfahren 9 Uhr von Berlin Hauptbahnhof ab. Đó. Aber er fährt nicht nach Stuttgart, sondern nur bis Halle. Tức là có những chuyến xe nó không đi thẳng Stuttgart. Nó chỉ chạy tới Halle, tức là khoảng giữa Stuttgart với Berlin thôi. Cho nên trong trường hợp mà các em đi mà phải chuyển xe đó thì em phải coi chừng. Der Zug nó fährt neu in Berlin ab, nhưng er fährt nicht nach Stuttgart, khi mà em nó không chạy Stuttgart, sondern tức là không chạy Stuttgart, mà sondern tức là ngược lại, chỉ đến Halle thôi, tức là một thành phố khác thôi. Nur bis Halle, tức là bis tức là đến nơi, tức là nhưng nó không chạy đến Stuttgart, trái lại chỉ đến Halle thôi. Also, die Endstation ist Halle, có nghĩa Endstation cái trạm cuối cùng của cái chuyến này là Halle. Cho nên các em phải cẩn thận xem cái đó nó có thực tế chạy xuống Stuttgart không, hay là chạy tới Halle, có nghĩa là cái end station, tức là cái chuyến cuối của cái đại trạm cuối của cái station, là trạm cuối cùng, end station là trạm cuối cùng là cái Halle, thì các em ngồi đó thì em không tới Stuttgart, ở Halle các em phải đổi xe. Tôi còn nãy thầy nói tới là umsteigen, đề xuất. Thì các em cũng như lúc nãy, đề xuất phép neu phiên phía trước von Stuttgart ab, đi phát nach Stuttgart dauert 5 Stunden 15 Minuten, đề xuất hand in Leipzig, Halle und Bayreuth. Đó. Khi các em bạn đọc cái đó thì em sẽ thấy nó hand, nó dừng lại, hand in Leipzig, nó dừng lại các nơi Leipzig, Halle và Bayreuth. Thì các em sẽ biết khi mà các em học đi tàu hỏa, các em sẽ biết phải xem coi nó có phải dừng ở trạm nào nữa, tức là bắt đầu khởi hành từ lúc nào, đi đến đâu và bao nhiêu lâu và dừng lại ở cái điểm nào. Đó là những từ ngữ mà các em đã học lúc nãy: abfahren, dauern, ankommen und halten, tức là dừng lại. Thì bây giờ như sau khi đọc xong cái Fahrplan, tức là cái lịch trình bài đi rồi, thì có thể Udo nimmt den Zug, tức là nó lấy cái tàu hỏa IC Zug, nimmt den Zug, các em phải nói, người ta không nói là đi, người ta nói mà nó đi với tàu hỏa thì nó nimmt den Zug, er kauft eine Fahrkarte. Thì trước khi các em đi lên tàu hỏa, các em phải mua cái Fahrkarte, chứ không thôi là bị phạt nặng lắm. Đó là cái điều tiên quyết. Trong trường hợp mà các em trễ quá, tức là chạy không kịp mua nữa, thì em vẫn lên xe đạp, nhưng phải chạy tới tìm cái ông bán vé trước và nói ông, phải tự mình nói với ông: tôi trễ sầu không đi, không có vé, thì ông ta sẽ bán vé trên tàu giá đắt hơn, nhưng em không bị trễ chuyến và em phải tìm ông đó, chứ đừng đợi ông hỏi. Cái ông Schaffner, tức là ông soát vé, ông hỏi thì ông phạt các em, nhưng mà các em tới tìm ông thì người ta sẽ không phạt ông, tại vì mình chủ ý mình đi tìm ông ta rồi. Cho nên er kauft eine Fahrkarte, tức là một cái vé,
Unstein ai, tức là đi lên tàu. Er sucht einen Sitzplatz, khi suchen tìm ha, một cái Sitzplatz, các em lên nó phải cẩn thận đi tìm cái Sitzplatz. Trừ trường hợp các em đặt vé, đặt chỗ rồi, tức là reservieren cái plus rồi thì các em có số lên ngồi. Còn thôi các em phải đi tìm cái chỗ ngồi, nó gọi là cái Sitzplatz. Thì nếu mà cái Sitzplatz frei thì em nói, ah, da ist ein Sitzplatz frei. Trong trường hợp mà em không biết cái Sitzplatz đó frei hay không, thì em hỏi những người bên cạnh, nói là ist dieser Platz frei? Có nghĩa là cái chỗ này trống không? Thì họ trả lời, hoặc là họ trả lời là frei, hay là họ trả lời là besetzt. Besetzt tức là không, là bị người khác giữ chỗ rồi. Đó. Thì cho nên mình khi mình thấy cái đó, mình thấy mình phải hỏi lịch sử, is this place frei? Và trên khi mà các em đi lên trên tàu hỏa hay đứng chờ ở bến tàu thì em sẽ thấy Finn là mention, Finn là nói tới Fahren nach Stuttgart, thì sẽ thấy có nhiều người cũng đi Stuttgart. Finn là nói Fahren nach Stuttgart. Udo kauft eine Zeitung, tức là Udo lúc đó đi mua một cái Zeitung và một cái Illustrator, là một tạp chí Unlist. Các em phải cẩn thận. Kauf eine Zeitung, eine Illustrierte und List. In Stuttgart nimmt Udo seinen Koffer und seine Reisetasse und steigt aus und verlässt den Bahnhof. Ở Stuttgart, Udo nó sẽ cầm, tức là nim, tức là cầm lấy Koffer, tức là cái vali của nó, và cái Reisetasse, cái túi du lịch của nó, steigt aus, aussteigen, ra, và rời, verlassen, tức là rời Bahnhof, tức là cái nhà ga. Thì cái nội dung thì nó nói nhiều người cùng đi Stuttgart và Udo mua một cái Zeitung, một cái tạp chí, cái này là một cái tạp chí và đọc nó. Có lẽ vì nó kéo dài 5 tiếng đồng hồ thì nó mua thêm tờ báo để đọc cho nó tiêu thời gian. In Stuttgart á, thì nó lấy cái koffer ra, tức là các vali ra và cái túi du lịch ra và steigt aus und verlässt. Đó là những từ ngữ khi các em ra Bahnhof là như vậy. Các em lấy vali, lấy túi du lịch rồi thì em phải rời khỏi cái Bahnhof, tức là verlassen cái Bahnhof. Đó là những cái chi tiết để các em biết khi ra Bahnhof, tức là nhà ga. Các em sẽ có những cái động từ như vậy để mà nói chuyện. Đó là những động từ các em cần thuộc. Và bây giờ thầy muốn các em nghe người thổ ngữ của những người địa phương họ nói như thế nào. Tại vì các em qua đây, các em đa số các em như vịt nghe sấm, không biết họ nói, không có phải là họ nói như là thầy đọc cho các em nghe đâu. Họ sẽ nói như thế này. Các em cố gắng nghe. Der ICE Zug fährt 7:30 und von Berlin ab und kommt 12:45 Stuttgart an. Er fährt 5 Stunden und 5 Minuten, die Fahrt dauert 5 Stunden und 15 Minuten. In Leipzig hat man sich 15 Minuten aufenthalt. Họ đọc là như vậy. Tức những cái chữ nhỏ nhỏ này họ không có đọc. Hay nói đúng là họ đọc nhưng mà rất là nhỏ. Thầy đọc lại lần nữa cho các em nghe. Der ICE Zug fährt 7:30 von Berlin Hauptbahnhof ab und kommt 12:45 Stuttgart an. Er fährt 5 Stunden und 5 Minuten. Die Fahrt dauert 5 Stunden und 15 Minuten. In Leipzig hat 15 Minuten Aufenthalt. Thấy chưa? Đó là những cách để cho các em nghe cho quen chứ không có gì cả. Nếu mà các em nhắm mắt lại mà nghe được tất cái nguyên cái câu này hay thuộc được những lời thầy nói nhiều lần đi thì các em không còn sợ là không ra đi không như vịt nghe sấm nữa. Thầy đọc lại một lần nữa. Der ICE Zug fährt 7:30 von Berlin Hauptbahnhof ab und kommt 12:45 in Stuttgart an. Er fährt 5 Stunden und 15 Minuten. Die Fahrt dauert 5 Stunden und 5 Minuten. In Leipzig hat er 15 Minuten Aufenthalt. Thầy đọc cái này mà các em cũng lặp lại được như thầy đọc thì các em có thể là sẽ thành công. Cố gắng đọc như thầy đọc. Đọc không phải là đọc mà gọi là đọc là phải biết chữ.
tức là mình thuộc các từ ngữ ở trong đó, chỉ có cái mình đọc nhanh thôi chứ không phải là mình đọc và không biết cái, mình viết cái chữ gì trong đó thì không đúng. Cho nên các em nghe lại một lần nữa. Để ich sehe zu fett Simo 30 von Berlin Hauptbahnhof an und kommt um 45 in Stuttgart an. Er fährt 5 Stunden 15 Minuten, die Fahrt dauert 5 Stunden 15 Minuten, in Leipzig hat er 15 Minuten auf dem Tarn. À, dễ sợ chưa? Khủng khiếp là như vậy đó. Sau khi các em học xong, các em cố gắng thuộc lòng hết tất cả và nói cho thầy, đăng ký như thầy sẽ cho các em đi thi thử qua online với thầy.